Các xã Hợp Thắng, Minh Sơn, huyện Triệu Sơn là một trong những địa phương sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp nhiều nhất trên địa bàn tỉnh. Với lợi thế về đất đai, thổ nhưỡng cùng với nhu cầu về giống cây lâm nghiệp cao, nhiều hộ dân tại hai xã này vẫn tự tổ chức sản xuất kinh doanh cây giống dù chưa được ngành chức năng cấp phép. Theo quy định, các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh cây giống, cây được xác nhận xuất xứ, nguồn gốc. Thế nhưng, phần lớn các hộ dân nơi đây chủ yếu tự làm và thuê lao động địa phương đóng bầu, gieo hạt giống, chăm sóc. Khi cây giống đủ kích thước thì xuất bán. Điều đáng nói là các hộ dân mua hạt giống cây đều không có nguồn gốc rõ ràng, không chứng minh được các vườn giống gốc cũng như các giấy tờ có liên quan về sản xuất giống. Với tôi làm đây thì anh cũng là làm trôi nổi thôi, chứ cũng không phải là về cái quy định ở cái chi của nhà nước cả. Nói chung làm cái ni này nó thật các chú này, chủ yếu là kinh nghiệm. Nói thật thì các chú như thế này. Còn nói về đến kỹ thuật để đến mà chỉ đạo thì nói thật các chú thì cũng không có. Theo thống kê của các ngành chức năng, tính đến tháng 12 năm 2017, toàn tỉnh vẫn còn 66 vườn ươm tạm thời, chưa được các cơ quan chức năng cấp phép của các đơn vị cá nhân trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Nông Cống, Ngọc Lặc, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành với diện tích 7,09 hectare. Các vườn ươm chưa được cấp phép mỗi năm sản xuất khoảng 10,75 triệu cây giống. Đây là nguồn giống cây lâm nghiệp trôi nổi, xuất xứ không rõ ràng, chưa được kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng, vẫn đưa vào trồng rừng, làm cho chất lượng rừng trồng thấp, gây thiệt hại cho người trồng rừng và để lại nhiều hệ lụy. Việc sản xuất, kinh doanh cây giống tự phát cũng khó khăn cho công tác quản lý. Về địa phương đã nói về như vậy là quản lý và như vậy là đề xuất được cây giống đi thì cái này địa phương cũng chưa quản lý được. Và cái thứ hai là riêng đối với các hộ mà làm nhỏ lẻ thì trước khi xuất cây giống thì một số họ tức là như vậy là bán cho các cái đầu thu gom cây. Đấy, cho nên là về cái công tác kiểm nghiệm cây là như vậy là nó không kiểm nghiệm được. Thiết nghĩ để kiểm soát giống cây trồng được chặt chẽ thì ngoài việc tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước cần có sự tham gia quản lý của chính quyền cấp huyện, cấp xã, góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh minh bạch, đáp ứng nguyện vọng lợi ích của người sử dụng giống.